em cái gì anh ơi hả? Trong cái trạng thái này màu hồng nó lọt tụi mình xuống sông là khói. Bởi vậy lắm. Chúng ta mới có những tấm ảnh đẹp là nhờ ai? Là nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Là nhờ nhà tài trợ độc quyền của chúng ta, Samsung Galaxy A21s với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Chính xác. Hay quá. Trời, công nhận hay ha. Đi cái ghe này mà dám ra biển, ra đại dương luôn. Hay quá, ở đây bồng lai quá anh ơi. Cái gì vậy? Mắt xa cá. Trời ơi, cá nó rỉa chân em hả? Đúng vậy, chứ cá mập không á. Tự nhiên lát rút lên còn hai cái mắt cá chân không à. Anh ơi. Sao? Xem khoai xuất sao quá. Sao vậy? Cái nét thanh tao quá, chịu quá chịu. Cười kìa tôi sao đó cười. Em mê nó quá, không lẽ bây giờ em chèo cái chèo qua với nó liền hả ra. Đừng hấp tấp vội vàng ha. Một lát nữa mình sẽ từ từ tìm hiểu các loài hải sản bữa nay là gì. Coi như hôm nay chúng ta sẽ có một cái chuyến đi thăm thú đại dương trong chương trình Giọng Hải Giọng Ai. Ai à? Vô mò đi nghe. Dạ. Vô bò đi rồi sau đó mình còn gặp gỡ khách mời nhiều lắm. Đẹp. Cẩn thận. Mấy con cá lòng tông nó rỉa giò em bây giờ. Gì vậy? Cá rỉa. Trời đó. Và thưa quý vị, hôm nay sẽ là một cái cuộc phiêu lưu của anh em chúng tôi và các vị khách mời đi thăm đại dương, đến xem coi ở dưới đại dương mênh mông bao la này có những cái loài hải sản nào. Hãy cùng chúng tôi khám phá điều đó trong chương trình này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ Chủ nhật trên kênh HTV7. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời đặc biệt, hai lão tiền bối. Trời ơi, chương trình bữa nay lên tới hàng lão tiền bối luôn. Bởi vì mình ra đại dương em cần phải có người có kinh nghiệm, hai lão tiền bối cây đá cây đề trong cái làng nghệ thuật của chúng ta. Hãy cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Tân Bêu và Hoàng Sơn. Khó lắm mới mờ được hai cái nhân vật này tham gia cùng một chương trình thưa quý vị. Đặc biệt là anh Hoàng Sơn, em thấy ít khi nào mà nhận lời tham gia những chương trình game show lắm. Sao anh lại nhận lời đến với Giọng Hải Giọng Ai của chúng em vậy anh? Thích chứ. Thích hả anh? Ừ. Dạ. Anh ở nhà có xem không? Có chứ. Dạ. Gương mặt có chứ. Anh mới xem cái số gì mà em cái bàn thờ em đâu. Ủa không thấy. Dạ, chút xíu nữa mới dọn cái bàn hương án đó anh. Hai anh hát hay lắm, mấy mình kêu khán giả cho hai anh nghe câu đi à. Dài không à. Sao bây giờ đây, tại vì ngồi ở dưới là hay là giọng cổ. Thôi ca ăn khúc bữa nay cảm. Dạ dạ. Cô vũ cho anh nha. Ca ăn khúc luôn nghe Thành. Dạ, cái nét đáng yêu lắm. Cái nét như Doraemon vậy đó. Dạ. Ai gieo tình này, ai mang tình này để lệ trên khóe mi cài. Ai cho ngọc ngà, ai đem về nhà, giờ người xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài qua mái đầu. Dòng người vội vàng em quá, thân đời bé bàng, rời xa tình anh năm tháng. Ôi phút giây tương phùng, anh nhớ và mong. Dòng lưu bút năm xưa in dấu mái đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi yêu. Xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều thu, ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Quả vẫn rơi bên thềm nhà, lá xác xơ đi nhiều va. Anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp lại sao. Oh yeah. Hay quá. Ủa cái này là một bài chứ phải một khúc đâu. Cái bài này anh nghe mũi anh hát cũng được nhiều. Hát cũng nhiều nha. Hát Bèo hát hay quá mà. Anh ơi, anh cũng đâu có vừa diễn sân em đi biết mà. Hoa cài mái tóc. Trời ơi, tóc đâu cài. Thôi. Anh Sơn bolero lên sân. Hồi nãy khi Thành với lại Nghĩa với Giang đi lên, anh nghe cái bài gọi đò gì đó. Giờ anh mở lại bài đó anh hát theo được không ta? Hát
Vô điệp khúc nè, vô điệp khúc nè. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò ơi, hỡi đò ơi. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò ơi, hỡi đò. Thấy chưa? Mình đang tới đò chưa tới. Thấy chưa? Người ta đứng mỏi chân muốn chết kìa. Thôi được rồi. Tới sáng luôn á, nguyên dòng họ. Dạ, em xin lại cục nói của em cái. Thưa quý vị thấy đó, đúng là những gọi là bậc trưởng bối trong làng nghệ thuật của anh em chúng tôi khi được chào đón các anh đến với chương trình Dòng Mãi Dòng Ai. Với những kinh nghiệm của các anh thì mong rằng các anh sẽ có thể giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Các anh nha. Hên xui. Dạ. Thôi giờ nè, thường là các anh sẽ là cái người chọn Trấn Thành với Giang, mà giờ mình anh lớn mà. Hai em phải mời các anh về chứ. Đúng rồi. Đứa nào cũng anh cũng tin tưởng hết. Bây giờ nhìn màu là chọn thôi. Nói đây. Gì nữa. Mời anh Sơn, mời anh Beo. Anh Giang, anh Sơn về với Giang. Và đó. Anh Beo về với Thành. Thấy không? Làm như cái áo tương phùng đó, anh đó, đó. Cái áo này áo tương phùng đó. Hôm nay mình có hai nghệ sĩ là những bậc đàn anh ở đây rồi. Cho nên là hai ca sĩ khách mời phải là ở một cái thế hệ ta nói trẻ lắm. Mấy ít thì anh không có đoán được. Bởi vì trẻ hơn so với cái tuổi thật của các bạn ấy, anh nghĩ vậy. Dạ hả? Phải có cái sự chênh lệch như thế để chúng ta có cái sự giao thoa giữa hai thế hệ với nhau. Nhưng mà nói trước nha, không có chú cháu gì đây nha. Đúng rồi. Anh nha. Anh nha. Không có dặn, chú nha. Dặn trước rồi đó, dặn trước rồi đó. Chú tôi ra mà chú cái là đuổi về liền. Không về đó. Anh bị làm nhục rồi. Mấy cái bé tổ chức này vô gặp anh kêu bằng chú, gặp Tấn Beo kêu bằng anh. Mà trong khi đó Tấn Beo lớn hơn anh 1 tuổi. Cái đó là giò tóc anh ơi. Giò tóc, đúng thiệt. Ai kêu, để cái style này ngộ quá. Dạ thưa quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay, Thiều Bảo Trâm và Quân IP. Bước xuống phố lang thang, thấy em lướt qua nhẹ nhàng. Vóc dáng khiến anh hoang mang, trái tim đã yêu vội vàng. Đông sáng rồi mà lòng anh đây vẫn cứ mãi đơn côi. Nếu như đến nay em vẫn còn dang dở, lòng ly này để cho anh được che chở em đi. Mặc dù bề ngoài anh chẳng bệnh bao, chiều dài thì chẳng được cao, nhưng tình yêu của anh đã trao em. Em tính thế nào? Vậy thì đừng để cho anh phải cô đơn, khiến cho đời mê khổ hơn. Ta đứng bên nhau thôi, gió đông sẽ lại không có ai bên cạnh. Hãy đến bên anh nè, đừng rời xa anh vì anh yêu. Tên là Đơn. Mỗi khi cô ấy ghé thăm lại làm anh nhớ em nhiều hơn. Bắt đầu ngày mới trong vòng tay anh muốn có một bờ vai nhỏ nhỏ. Có em luôn gái tuyệt vời nhất là giờ số anh đo đỏ. Bởi vì em xinh đứng một mình nhiều người lắc tính, em vẫn còn tỉnh chờ em thức giống như cực thần. Mỗi đêm thầm kín anh cứ lắc thân đợi một ngày tươi không cần tươi áo. Anh sẽ báo phụ huynh yêu nhau lâu tráng mới chuyển sang cưới đó, kể từ đó cũng đón bên mình ha. Em hãy đến với người yêu em, đừng đến với người em yêu. Xã hội là có rất nhiều kiểu, là các bạn người xấu thì hậu quả ai chịu. Nên là giờ không biết em có hiểu, đơn giản anh đã yêu rất nhiều. Một ngày em tỏ vẻ đã khó chịu, cả thế giới của anh muốn thiếu. Nếu như đến nay em vẫn còn dang dở, lòng ly hãy để cho anh được che chở em đi. Mặc dù bề ngoài anh chẳng bành bao, chiều dài thì chẳng được cao, nhưng tình yêu của anh đã trao em. Em tính thế nào? Vậy thì đừng để cho anh phải cô đơn, khi trôi môi khô. Hãy đến bên anh em, đừng rời xa anh vì anh yêu em. Nhớ những nụ cười mau bao đêm, anh chỉ muốn bên cạnh người biết là xa vời mà vẫn cứ mong đợi mãi.
tránh xa cho anh thấy đau lòng rồi. Vẫn hy vọng dù giữa đêm mùa đông. No, đừng để cho anh phải cố đắng khiến cho đôi môi khô hằn. Ta đến bên nhau thôi, gió đâu sẽ lại không có ai bên cạnh. Hãy đến bên anh, hãy đừng rời xa anh vì anh. Chào hai em.
đầu tiên thì em xin được gửi lời chào đến không có chú cháu gì đây nha. Đúng rồi. Anh nha. Dạ, không có dặn, chú nha. Dặn trước rồi đó. Ai ra mà chú một cái là rủ về liền. Rủ về đó. Dạ, cho em xin được chào chú Hoàng Sơn. Đi về liền. Mặc dù bé nghe dặn rồi nhưng mà giống như cái kiểu lương tâm nó không cho phép. Cho em chào lại đi ạ. Vâng, cho em xin được chào anh Hoàng Sơn, anh Tuấn Bell, anh Trấn Thành, anh Trần Giang và anh Đại Nghĩa và tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Nghe câu chào xong gương mặt hai anh giãn nở liền, tươi liền. Không, có bên kia thôi, anh đâu có gì đâu. Dạ. Tao Quân. Dạ. Đầu tiên cho phép sáu xin gửi lời chào anh Hoàng Sơn. Cháu mà gửi lời chào đến anh là sao ta? Dạ. Cái đại từ nhân xưng gì vậy? Em còn rất là ít tuổi ạ. Cháu sao gửi lời chào đến hai chú. Em gửi lời chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang. Mặc dù có cái lời hăm dọa là sẽ bị đuổi về nếu gọi bằng chú, nhưng em nó vẫn không thể nào làm trái với cái lương tâm được em ạ. Lễ phép từ tâm đó. Gia đình dạy dỗ vậy rồi. Dạ. Bây giờ muốn làm khác đi không làm được. Đó, mà giờ Quân mỗi lần mà gọi tới tên em này mình phải phân vân. Quân AB Phở. Tên ta tên tiếng nước ngoài. Nó AB Phở đồ nghe mệt. Nghe nè, gọi anh quốc tế Quân Áp. Bây giờ chỉnh luôn. Nếu mà diễn ngoài Hà Nội là giới thiệu ca sĩ Quân AB Phở. Nếu diễn trong miền Nam là Quân AB. Còn qua nước ngoài là Quân Áp. Mỗi lần em đến với chương trình Giọng Ải Giọng A em lại có thêm một biệt danh mới. Thời gian nữa đổi chiếc cờ ra Quân Ác nên là còn lạ nữa. Rồi, hôm nay đến với chương trình này, anh mời Trâm trước thích về đội của anh nào đây? Bé này giống cái cô mà trong nhóm Blackpink, cô Lisa. Không, mẹ chỉ giống tóc thôi, em mà đẹp được vậy thì... Em xinh mà em, mình xinh thì mình có gì đâu mà mình phải ngại. Em cảm ơn anh. Thực ra là trước khi mà đến ngày hôm nay thì em tính là em cũng muốn về đội anh Thành. Tại vì em xem anh Giang chơi hình thì em cũng hơi sợ anh Giang một tí. Tại sao Giang dễ thương mà em hiền lành mà? Không phải, ý là nhìn anh hơi dữ một tí. Em hơi sợ nhưng mà... Là tôi không có nói nha. Ê, tôi không có nói gì nha. Không, anh đùa thôi, nhưng mà lúc sau khi gặp anh Giang thì anh Giang rất là dễ thương. Nên thôi ngày hôm nay... Nhỏ dễ so dịu thiệt kìa. Nên ngày hôm nay thì em về đội ai cũng được ạ. À, giờ thôi, Thành về với... Em đón bớm về. Đón bớm về đi nha. Đó, còn Quân em về với Giang nha. Dạ vâng. Rồi, như vậy là gia đình đã đông đủ. Và thứ ba. Gia đình thật sự đông đủ rồi. Đó, thì mình sẽ bắt đầu cuộc chơi thôi thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ 7 thí sinh trong vòng đầu tiên, vòng hóa thân. Dạ, đây là 7 người chơi của chúng ta và chúng ta phải có nhiệm vụ đoán họ nha. Chúng ta sẽ đi từng người một. Bạn số 1, hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng đây là một anh chàng thợ lặn, nhưng công việc bên ngoài thật sự của anh ta là gì? Thợ sửa khóa. Mời mọi người xem. Bà nào rảnh tự nhiên đi ngang vào cái lúc mà tao quay hình, che mất tiêu cái miệng của con nhỏ. Rồi giờ không thấy cái miệng làm sao mà đoán đây. Anh ơi, năm nay nó làm thấy ghê lắm anh. Bây giờ làm mấy anh lớn mới đến chương trình là chưa hiểu gì đâu. Đó, Thành với Giang phải phát pháo trước cho mấy anh có cơ sở để mà nắm bắt nè. Bây giờ anh nhìn đi. Với cái tạng người này, cái cách mà hốt bình dưỡng khí đó thì theo anh hốt nghĩ... bình dưỡng khí. Dạ. Cái đây là cái không phải bình dưỡng khí mà giống bình cứu hỏa. À, cứu hỏa, em giờ lộ hỏa đúng rồi. Cứu hỏa. Em tưởng là cái bình oxy. Đó. Đây là hình thức thôi. Đúng. Mà qua mắt mình đó. Sao qua được? Sửa ống khóa thì
ít khi nào mà nghĩ hay hết. Tại vì tối ngày cứ ngồi dái này, nhà ta bị ăn trộm không à. Để mình sửa. Dạ. Dái cái đó thôi thì làm sao học nghề, sao biết. Cái tâm nó không tịnh được rồi. Em không khi nào mà em vừa nói về mà. Mấy cái người mà làm nghề sửa khóa người ta kiện anh nhanh. Nói để bắt tâm lý coi gương mặt có. Không, em đang nói đây thôi, nói anh này thôi. Nói anh này thôi, đâu có nói tổng quát nói chung đâu. Anh nghĩ không hay. Em cũng nghĩ là không hay, ý là kiểu cảm giác là bạn ấy em nghĩ là không phải là một người mà thích âm nhạc mà hay là hát hay đâu. Hả? Ý em nói là cái gương mặt này có thù với âm nhạc hả? Nhưng mà kiểu rất là lạnh lùng. Xong rồi cái khuôn miệng thì rất là bé. Nhưng sao hồi nãy lúc mà đầu cái clip mình thấy cái miệng anh ta rất tròn. Nó như thế này. Nó chính tròn gì như vậy? Một cái bông. Đó là sự xạo. Tại sao người ta cầm cái bình chữa cháy? Có lý do anh hết. Lý do gì? Khi nó hát là chỗ này sẽ nóng. Ở dưới cái người nghe nóng máu như là bị cháy. Rồi để nó xịt ra nó cứu, anh hiểu không? Nghe cái người mà đã từng có kinh nghiệm trong chương trình nói nè. Sao Quân nói đi em. Phở, nói chuyện Phở. Phở nói gì cho anh với lại ba tự hào nè. Hả? À, quên. Anh với anh Sơn tự hào. Khi mà em xem cái clip thì em thấy anh ý không giống một người làm khóa. Đúng rồi, anh cũng nói rồi đó. Anh thấy không phải giống như gán ghép cho làm vậy đó. Cái gương mặt của anh ý thì em thấy cũng có nét, có góc cạnh. Nên em nghĩ là anh cũng là một người thích theo nghệ thuật. Em nghĩ anh này có thể là hát sẽ hay đó. Gương mặt này góc cạnh chỗ góc nào góc cạnh chỗ nào, trời, tôi định hỏi đó chứ. AB nói là cái mũi cao là hay. Em ơi, cái mũi cao có thể đi sửa được em. Em nghĩ là kể cả có là sửa thì anh cũng sẽ là người muốn hướng theo nghệ thuật. Hiểu. Tức là bây giờ nếu muốn hát hay, hãy đi sửa mũi. Anh Trao, em cũng nghĩ là bạn hát hay. Tại sao? Đoán thôi. Anh Sơn, anh có điều gì nó có cơ sở hơn anh nói giùm em cái. Hay không cần biết mà ôm cái đó hồi không bao giờ hát được hết. Tại sao? Mỗi tay gần chết, nãy giờ thấy nó gồng tội nghiệp nữa không? Ôm cái bình nó nặng lắm chứ bộ. Nặng lắm. Anh nghĩ là chắc là bạn này hát được. Hát được. Dạ. Vậy là cái mé Trấn Thành bên đây nghĩ rằng là hát sao? Không hay. Không hay. Tiếp theo, nàng tiên cá, trời ơi, ngồi hay. Dài ra. Chưa biết gì trơn kêu hay. Không coi luôn, hay. Từ từ bình tĩnh, coi clip đi rồi sẽ biết. Cái này ai nói với chị? Mày không nói, mày nói. Mặc dù, mày nói, mày nói, mày nói. Trời ơi. Là bà đừng sao đó hả? Bà nào? Tôi tưởng cái bà chửi lộn là cái bà này. Là sao? Anh Bèo nội câu ngây thơ thế dương. Ủa bà nào? Tôi tưởng là cái bà đang dừng xe giữa đường. Không. Bà khẩu trang. Em thì em nghĩ là người đang cãi nhau á. Không. Nè, lúc đầu nó dụ mình từ đợt này tới đợt kia. Vâng. Là tưởng hai con bé đang đứng gây lộn. Vâng. Cái nó zoom vô là tưởng à nguy hiểm nè, có một cái con bé đang chạy giữa đường. Lấy khẩu trang. Nó zoom sau lưng con nhỏ đó nữa. Sao? Con nhỏ đang đứng xếp hàng mua hủ tiếu. Đứng ngay bà Hiền đó anh Bèo. Thấy không? Đứng ngay bà Hiền đó anh. Bà Hiền á. Chắc quớt vậy. Nó đó. Không có một dấu hiệu gì cả. Thật ra công việc của bạn ấy là gì? Phát tờ rơi. À đúng rồi. Cho nên đứng cái mé bên kia phát tờ rơi cho người đi đường vậy thôi. Dòm dốc dáng, gương mặt thì ai cũng đoán là hay. Dạ. Thế nhưng cũng là giả dối. Sao giả dối luôn? Giả dối. Em cũng có linh cảm là hơi giả không dối. Không phải là hát hay không cần phải mặc đồ mà quá vậy đâu. Tức là giả sẽ dối. Cho mình cái cảm giác rằng đóng vai nàng tiên cá đương nhiên sẽ phải hát hay. Hát không hay. Thiệt ra là không hay. Không hay. Nhưng mà bà Ngân nhiều khi bà nghĩ mình suy nghĩ vậy, cho nên đây có thể là hay đó. Xin lỗi em nha, mặc dù em là phụ nữ nhưng anh phải nói là anh thấy trong em có một nỗi buồn. Mắt này là mắt buồn ngủ nè. Tại vì quải quá, quải nó quá. Quải quá, nó ngồi mà nó buồn ngủ. Bé này khi mà nó ca một bài á là cái trạng thái bài hát giống như cái trạng thái nó bây giờ nè. Ca xong rồi khán giả ngồi dưới buồn ngủ lắm. Biết đâu cô ấy sẽ hát bolero. Không, cô này là phải để dành hát với lại Thiều Bảo Trâm. Ngon à. Vậy à? Em thì em nghĩ là bạn này chắc như là giọng sẽ kiểu mỏng mỏng thanh thanh nhưng mà sẽ hát nốt nào mà phô nốt đấy luôn. Cao. Trời, nó cầu cái lát nữa Trâm ơi. Em cảm thấy là như vậy thật là kiểu sẽ rất là lừa mọi người đấy. Ấy. Nè, em Quân, sao cưng? Quân ơi, Quân nói đi. Nghe Quân, em Black nói nè. Với mùa trước thì em tham gia lần đầu nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà với lần này thì cũng vậy thôi. Thì thực sự là ngồi đến đây em mới thấy hoang mang, không biết. Em cũng vẫn hoang mang như một.
câu cuối nè. Xinh như người kia là hát hay. Đấy, xinh là hát hay. Ê, năm nay có cái vụ bảo kê em nhớ không? Có cái vụ mà lệnh bài miễn tử được chưa? Đó. Em thấy em thích quá. Em trao lệnh bài cho cổ. Em thắng, em được 50 triệu. Ngon à. Bảo đi, bảo lãnh đi. Em dám bảo lãnh không? Em chưa rõ. Không, lại run mà lại run. Đàn ông khen phụ nữ xong rồi là cũng không có trách nhiệm. Tôi bảo lãnh. Kệ em chứ Giang. Được phải không? Em đâu có hát chung với ba em bảo lãnh. Tiếp theo, nhân vật số 3. Nãy giờ tôi thắc mắc, tôi không biết cái ông này ông làm cái gì. Bây giờ tôi mới biết trong đại dương có một cái sinh vật kêu bằng là con cá. Cá mặt ngu. Cá mặt ngu là vai của anh á. Thì bởi vậy ban đầu anh vô nó, ủa sao quen quen ta. Hồi nãy em tưởng nó là con tỳ bà Tinh. Tỳ bà Tinh. Công việc của bạn ấy là bán dụng cụ đánh gôn. Ủa, là bà này hay bà này? Bà này không sống giống nhau nữa. Anh ơi, cho em xin chụp danh một tấm được không? Dạ, dễ thương nha. Mặt thằng em tôi nó đẹp trai vậy đó mà nở hôm nào bôi bôi trét trét. Nó đẹp vậy vẽ cái mặt như là chú ngột vậy. Chú ngột. Chú ngột. Thì đó, hồi đó kêu mặt như chú ngột á. Mẹ con Cám. À, mẹ Cám. Tức là trong clip là mặt rất là đẹp trai. Đẹp trai, thiện cảm và cái khả năng hát hay là 95%. Đúng. Thế nên bên đội hình hổ báo phía sau mới biến để chi? Để thấy mặt xàm. Để mình nghĩ là hát dở. Ừ. Nhưng mà thực sự ra là hát dở thiệt. Hát dở thiệt. Em thấy khẩu hình xong rồi mặt đoạn cuối diễn cũng rất là đẹp. Em thấy hay không? Em hoang mang. Nếu như mà em chọn bạn này ha, để bạn này hát cùng với em lúc cuối cùng á, vâng. Thì khi bạn ấy vào trong chuẩn bị sẽ chắc chắn là bôi cái lớp hóa trang này đi. Đúng rồi. Vâng. Để cái mặt thật của bạn ấy hát vâng. Đứng cùng một cặp với em trời như tiên đồng ngọc nữ luôn em. Dạ cảm ơn lời đề nghị đó của anh giữ xài anh vậy. Dạ. Sao vậy Thành? Em không thích hả? Bạn này á, anh nhìn cái cách cầm đờn kìa. Làm như giận cây đờn. Nó cầm quằn dây luôn. Không phải đâu. Em đoán đi. Nhiều khi người biết hát chứ không biết đàn. Đúng. Vâng. Cầm cái đàn không biết cầm cái đàn như đúng. Thế nào. Và cái đàn nhất này là đàn dân tộc nữa. Tỳ bà nữa. Tỳ bà. Không phải cách cầm vậy. Không phải ai cũng biết chơi đàn này. Cái người này biết đâu. Hát chứ không biết cây đờn này kêu đờn gì nữa. Anh Sơn cảm nhận sao về bạn này? Thường thường chương trình đưa lên một cái anh chàng đẹp trai nè, được nhiều người chụp hình rồi. Dạ. Đẹp mà hát hay nữa thì ai chịu cho nổi, đúng không? Đó, cho nên là anh nghĩ là cho nên anh nghĩ là không hay. Cũng bình thường thôi. Dạ, con Quân. Giờ, từ nãy giờ em ngồi em suy nghĩ kiểu suy nghĩ kiểu mấy tầng ấy anh. Nhiều khi bà Ngân á, bà biết mình suy nghĩ tới mấy tầng như vậy, cho nên bà làm cái tầng đơn giản nhất, tầng trệt thôi. Nhỡ mày tự nhiên có một cái gì đấy nó đột phá hay sao? Bỗng nhiên đẹp mà bỗng nhiên hình hay luôn. Hình như Trâm muốn chọn bạn này đúng chọn không? Đi, chọn mời đi. Không, nhưng mà em sợ quá à. Tại vì bạn này thì em nghĩ là chắc chắn là bạn ấy sẽ rất thích nhạc luôn. Nhưng mà thường những bạn như thế thì sẽ hát không hay. Nhưng mà em đang sợ là có một cái gì đấy nó đột phá trong ngày hôm nay thôi. Tại vì bình thường là đẹp là sẽ không thể nào hát hay được. Cho đi thêm một tour nhẹ. Vâng. Một lát em quay lại. Mà bây giờ nè anh nghĩa. Thế quận 3 không biết là cá đây. Mặt ngu thế nào. Nhưng mà con cú mặt Nga bên này nó mỏi chân rồi. Chắc bị gì không quen đứng trên giày cao gót. Hay là mình cần phải gấp rút. Nó chứ gấp rút để mấy em nó mỏi tội nghiệp nó. Anh nói chừng tiếng rưỡi tới bàn số 6 là đẹp. Nói vậy thôi tội nghiệp mấy em. Mình qua số 4. Số 4 với cái trang phục này cũng nực lắm chứ không phải chơi. Cá ngựa. Ngày xưa tôi từng mặc những cái trang phục này, tôi diễn rất là nhiều. Cho nên tôi hiểu cái nỗi khổ của các bạn ấy. Bỏ tay xuống đi bé, chi cho mỏi vậy. Ừ, okay. Tao biết cá ngựa rồi. Thương quá. Thương cá ngựa. Quan trọng nhất của mấy bộ đồ này là cái mùi. À đúng. Bởi vì khi mà chúng ta mặc cái bộ đồ này xong mà không mang đi giặt tẩy hấp phơi cho khô cho ráo. Anh lại tiếp tục nói lâu đó. Đúng rồi, tả luôn đi anh. Xin lỗi em cá ngựa, anh nói ngay đây. Bạn cá ngựa này công việc bên ngoài thiết kế thời trang. Trời ơi, sao mặt giống Thiều Bảo Trâm quá vậy? Phải hả? Trời đất ơi, giống nha. Xinh quá ta. Anh ơi,
y chang sanh đôi với con em luôn. Em thấy là giống Thùy Anh. À thì anh đúng rồi thì anh diễn viên ngoài Bắc đúng không ạ? Mà đẹp đúng không? Số 4 này mặc ca hay ngon à. Hay á, hay. Không, anh nghĩ là hay á. Hồi nãy Trâm mà tính bắt số 3 rồi đúng không? Mà Trâm chưa có bắt giờ cơ hội cho em nếu muốn hốt luôn. Không, em hốt chứ gì anh. Em không phải. Bình tĩnh em. Bình tĩnh em chờ. Thanh. Tại sao em cản cái cơn hứng của em nó vậy? Không, tại vì em có một cái cảm giác rất là mạnh với bạn này. Tại vì nhìn bạn nó hơi giống như là sẽ học về Hà Nội, về hát mà kiểu về sư phạm ấy, về làm cô giáo luôn ấy, kiểu như thế. Sao em muốn chọn không? Em muốn chọn đấy. Bạn nào? Vừa có cái khuyên mũi giống mà lại còn vừa kiểu giống hơi giống cô giáo nè. Chọn đi, cái phong thái rất là chọn đi, chọn đi. Anh cho em một niềm tin đi chứ. Trâm. Ông nội anh không dám cản em nữa. Bây giờ chọn không? Nhanh. Bây giờ chọn không? Chọn, em chọn. Cảm ơn em, tụi anh không chọn đâu. Không, em bị lừa thấy chưa Trâm? Không, em có một niềm tin mạnh mẽ. Anh bảo đảm nè, em coi kỹ nha. Hồi nãy là cái nét vẽ của cái đầm á là ta vẽ sẵn là ba chỉ đồ vô xong rồi đồ cũng cắt ra ngoài nữa. Đồ cũng cắt ra ngoài nữa. Tự nhiên ta không bao giờ phải là thiết kế. Vâng. Đúng rồi. Không, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là nghề thì nhiều khi là cũng sẽ làm cho giả giả một xíu. Không, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là thấy bạn là hát như thế này là anh sẽ làm. Nhưng mà còn cái... Chết! Em chọn thôi, nhưng mà đúng hơi tiêu à, đấy. Nhưng mà Thành còn à, cái em nên kiềm chế cô Út nhà lại bớt. Cái gì cũng anh hết trơn á. Hồi nãy em cản vậy nó. Ừ, anh sao em đi kiềm chế người ta lỡ cái cơn hứng của người ta. Nhưng khi em thấy cái cơn hứng nó vượt quá mức giới hạn thì mình cần phải tỉnh táo. Mà nãy giờ bạn ấy cứ hức em anh ạ. Út em, Út em. Như kiểu là muốn hát với em ấy, mà kiểu là chị ơi em hát hay lắm, em muốn hát với chị. Út em, Út em. Em đang phẫn lên rồi. Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Em kém là trưởng thượng trong gia đình nói. Vâng ạ. Hãy cẩn thận. Sao vậy? Hãy cẩn thận với con cá ngựa này. Sao vậy? Biết hát thôi. Biết có hát. Thể biết hát. Trong chương trình này hát hay và hát dở thôi. Chứ không biết hát. Còn nghề nghiệp là giả tạo. Nghề nghiệp thì đa hầu như là hư cấu giả. 99% giả. Bậc tưởng thượng cũng chưa nghĩ ra. Bây giờ em mời trưởng thượng bên gia đình này cho ý kiến thôi. Thì anh đã nói rồi. Bây giờ nè, cảm nhận của bé Trâm á, nó có một cái gì đó ở trong đầu nó nhìn nhận cái chuyện đó thì anh nghĩ là anh ủng hộ nó. Nhà hàng xóm mà người ta đâu có mất mát gì đâu em. Không, đúng rồi. Cứ bàn đi, đúng rồi. Cứ bàn đi quyết định là mà. Con bé số 6 nó tháo guốc ra luôn rồi. Tháo một bên rồi anh ơi. Dạ, ý kiến em sao? Ý kiến rồi. Em thì em biết chắc chắn của này hát hay. Em cũng như thế, bởi vì em nghe cái có đúng cái âm ấy, em thấy rất là nghe rất là sốt. Em muốn chọn không? Em dạ chọn không? Đi. Thế em xem nốt. Tại vì em mà xem nốt em sẽ không có cơ hội chọn nha, nếu như bé Trâm chọn số này ở đây. Ủa, em chọn đi em. Ủa, không có chọn. Em chọn. Chị chọn mà. Em chọn đúng chị không? Muốn chị muốn em chọn không? Không, ý là em cứ suy nghĩ chọn hay không mời em trả lời. Chứ em không có cái quyết định gì mà nó. Em chưa em mới là không chưa có thể quyết định nào. Đầu em lập trường em không vững đó. Em chưa. Quân thì chưa muốn chọn. Rồi ok. Trời tội nghiệp tôm quá. Trời ơi. Chín luôn rồi. Tôm chưa còn xanh luôn. Công việc bên ngoài của máy là bán quần áo. Chắn gì cả, rõ mặt rõ miệng rõ tất cả mọi cái. Anh tưởng tượng đi, tại sao con bé số 2 nó bắt bán hủ tiếu tuốt ở bìa rừng à? Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi con bé này nó để ngay giữa ống kính, nó cho anh coi một đoạn dài như vậy. Được chưa? Đúng. Nó đinh hình cái mình thấy à, con bé nó nắng nó. Bà thì bà rất dài. Bà thì bà chăm. Đã. Bà mới tới và bà biết hết chương trình vậy. Biết chưa? Không, em cũng nghĩ như vậy.
vậy. Chắc là fan ruột ở nhà coi thường. Lúc đấy bạn kia là mấy bạn trước là chỉ cho ngắn ngắn xíu thôi, vừa há miệng là tắt liền. Còn đây là cho hát một đoạn mà nhìn đâu có đơn giản vậy đúng không? Không có dễ dàng. Chọn đi em. Không có gì dễ dàng. Chọn đi. Em nghĩ bạn này hát không hay. Ôi dạ. Bạn này là fan K-pop nè. Mê. Em tên ông, nghe em tên ông. Dạ. Nó nhìn vậy nè, nè nhìn. Không biết ai trong đó. Thằng này đẹp thiệt mà ai ta kiếm vậy đó. Tôi chưa biết nữa đó. Bạn này fan là ai? Kim Tử Long. Đó. Đó. Biết ca fan là Thiên Trường Địa Hải. Anh Lâm Chiến Khang. Đó. Cảm giác vậy thôi. Đó. Anh thấy thì hình ảnh như nãy giờ là được cái sự dàn dựng cho cô gái ấy. Coi như ta rành âm nhạc. Nhưng mà bạn này là có phải biết diễn. Đúng rồi, đó là biết diễn. Dạ. Nhưng giọng thì anh nói là giọng ải giọng ai. Giọng thì không hay. Không giọng hay. Của ai thì hay chứ giọng cô này không hay. Giọng của ai thì hay. Quân sao em? Cảm giác là bạn này hát không hay anh ạ. Ừ. Em nghe cái tiếng có một cái nốt đấy, em nghe nó bị chật. Mà cái chật đấy em nghĩ không phải là cái cố tình. Em nghĩ nó một cái tự nhiên. À. Em cũng nghĩ là không hay. Anh Sơn sao ạ? Anh hả? Dám nói hay lắm à. Hay, hay. Hay chưa? Hay. Bây giờ anh nghĩ đi. Một người chấm mà năm người chấm. Chà, chưa chắc ai thắng ai nha. Tôi không biết sao chứ tôi thấy nguy cơ con tôm về biển là cao đó. Đây. Bột nướng. Đại dương có nàng tiên cá thì đây cũng có người đẹp, đúng không? Công chúa Thủy Tề. Wow. Wow. Đâu? Muốn không sáu thành. Số 6 đó. Vậy bà này là con gái ruột Long Dương hả? Đó, thích thăm. Bà dắt em đi xuống Lâm Cung chơi đó. Ôi thôi em sợ cắm sừng. Ngàn năm không về đó. Cái công việc thật ra của cô ấy là gì nào? Rửa chén. Vô à. Làm bể chén nữa rồi. Ngày có 10 cái chén bữa qua nó xong, nghỉ việc luôn đi. Cái tiếng khóc nghe nó đầy cảm xúc. Bà ho chứ khóc gì nó ho chứ. Khóc anh ơi, bị bà kia bà la rầy ôm mặt khóc. Hồi nãy là tưởng nghẹt, nhưng mà không phải. Nghe kỹ lại đi, âm thanh đó là âm thanh mà sặc trứng cút. Trước kia rửa chén mà chén sặc trứng cút. Trứng cút là gì mà giải thích nha. Anh đang ăn một tiếu với trắng trộn đồ. Cái bà chủ bây giờ bà chữ quá cái mất đẹp. Sặc nó có mấy cái từ gì cả. Coi vậy thôi chứ. Hát hay á. Dáng dốc gương mặt này ca ngon à. Không được. Không hay. Giọng bạn này nó thiên về hướng nam tính tí. Đúng và, em, đúng. Và nó bị ồ ạt quá. Tại sao em không nghĩ rằng bạn ấy có thể trong một cái đoàn lô tô nào đó? Đây, đó là ý kiến của anh ba. Đúng, mà những bạn trong đoàn lô tô nhiều bạn hát rất hay. Anh khẳng định bạn số 6 hát tốt. Đó, anh nói thẳng. Chết. Vậy là số gì ra cờ ra con mấy cờ ra. Không, trong đoàn lô tô các bạn biết cũng tự nhiên cái phân công công việc. Đúng. Có những đứa đó bạn. Giờ mới chơi. Đấy, là có cái dạng vậy. Thì có cái dạng. Còn mấy cỡ ra mà còn mấy con mấy cái cỡ ra. Đàn em nhảy là con số 7. Nhưng có những cái dạng bước ra giống như đào chính á. Chiều nào tiến nhau đi. Là đây. Đó. Giao lên coi chừng giọng hát. Không, cái này chắc lại. Là chỉ là giao cơm thôi. Chứ chưa tới giao cơm. Sao xuống như vậy? Mọi người nhìn không? À. Rồi, à phở. Chưa có comment. Chưa có ý kiến gì. Em thấy như kiểu là chương trình đang rất là lừa mình ấy. Nhìn bạn này sẽ kiểu sắc sảo hát hay, nhưng mà em nghĩ sẽ không hay đâu. Em ở Trâm em khó quá, Trâm em trẻ mà em khó quá. Em ở chơi anh Trường Giang khó, bạn là còn khó nhất bây giờ. Em lần đầu tiên tới với chương trình mà anh cảm giác em giống như là trong cái bộ sầu biên tập của bà Nguyễn Thị Ngân hay sao. Cũng hay đó. Nãy giờ tôi đang trên đường tôi lên tôi quan sát cô giao cơm. Vâng. Thì tôi quay qua tôi ngó lại anh chàng thợ lặn chữa cháy này. Vâng. Sao? Anh ta hoảng hồn anh. Ý, trời, anh để ý mình. Không, không. Bình thường thôi. Cái nét này là nét rất là đó. Chủ động. Rất là biết mình phải làm gì. Ừ. Bị người ta phát hiện cứ làm đi. Trời ơi, đi bậy. Sửa lại. Số 1 hay nha. Vâng. Hay đấy. Anh ấy đấy. Bây giờ công chúa 50-50 nha. 50-50. Công chúa là có thể hát hay và có thể hát không hay. Em cần gặp cụ rùa. Đó, coi chừng đây nè. Mà rùa. Giờ ông rùa ông không quay mặt lại giờ không. Sao đây? Không, bây giờ cho ông quay ra để răng muối ăn. Răng muối ăn luôn. Răng muối ăn ông luôn nè. Sao anh yên tâm. Coi clip
coi clip thì mình sẽ thấy rõ ràng cái gương mặt của ông rùa này ông ra như thế nào. Đẹp à, anh bảo đảm đẹp. Công việc của máy là phụ bếp. Đó, răng muối, vô bếp. Tôi phát hiện ra một chi tiết khủng hoảng cho các anh chị coi đây. Anh tức quá. Tức là trong clip đâu có phải che mặt gì đâu mà giờ thì ngúp mặt vô trong chi ta. Được, tại vì đưa cái mai á, đưa cái mai ra cho biết mình cũng rùa. Anh Nghĩa ơi. Cái sushi ngon ha. Ngon. Nhìn đẹp ha, nhìn đẹp ha, nhìn đẹp. Cái tay cắt gân không nha. Đúng. Mà cái tay đút như nãy chuối nha. Mịn màng múp mít. Khác hẳn luôn, khác hẳn luôn. Y như tay bơm á. Vâng. Cái ông này là ăn sung mặc sướng nè, sống phương phi, cuộc sống hạnh phúc nè, yêu đời nè. Cái bạn này có cái mặt, cái nét á, giống mấy cái bạn mà buổi tối sẽ đi vô mấy cái phòng trà hát acoustic. Đúng rồi đó. Đó. Dạ, còn anh Sơn, anh nghĩ sao về bạn này? Anh nghĩ bạn này hát hay á. Đúng vậy. Hát hay á. Giang cũng nghĩ vậy hả? Em nghĩ là bạn này hay, đúng không Phở? Dạ, vâng, đúng ạ. Áp nói cái gì nghe có chính kiến của riêng em có áp. tại em ngồi ở vị trí nói sau. Nói sau không? Giờ bây giờ mình đừng có dành nữa để cho áp nó nói trước nè. Áp nói cưng. Em không, em nghĩ là anh hai vừa nãy em cũng có để ý là cái tay mà cắt sushi rất là khéo. Nhưng không phải tay anh ý. Ừ đúng rồi, vâng. Cắt cả đôi bàn tay thôi. Cái tay kia trắng và thon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà Liêu ơi cũng không nói lên là hay hay không hay, là cảm nhận của em random thôi. Bây giờ có bạn nào, đội nào muốn bắt gà cho mình làm liền? Em vẫn cảm giác tốt là bạn số 4. Em đang phân vân giữa anh số 1 và anh số 7. Em cho anh số 7 ạ. Quân đã chốt. Rồi, xong. Xong rồi. Quân chọn số 7 rồi. Xong rồi, xong. Quân đã chốt rồi. Chốt ai? Số 7. Xong. Quân đã chốt rồi. Số 7 rồi. Số 7. Bắt rùa ăn hả? Trời ơi, lo bàn không, nó chốt rồi đó. Anh ơi, nhưng mà đã chốt đâu cho bà đang bàn rồi. Nó chốt luôn rồi. Ngay trong giờ phút này em được quyền chọn số 7 luôn. Và số 7 sẽ được quyền chọn lại một trong hai người. Nhưng mà chắc chắn cổ sẽ không chọn số 7 đúng không? Số 7 cũng có thể hát hay. Em không thích số 7. Quân của tôi đã chọn số 7 rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ loại số 4 luôn. Chết cha, thấy chưa? Trời ơi, đâu. Nó thấy trời ghét ơi. Chưa em trời. Anh Giang ơi. Em ghét, em chọn lẫn số 7 cho anh, tranh giận cho anh. Vâng, em chọn số 7 luôn. Như vậy là Thiệp Bảo Trâm cũng quyết định chọn số 7. Yeah. Mời cụ rùa đứng lên. Tranh giận. Đứng lên em, cụ rùa. Lần đầu tiên có gây lộn nè. Cả hai anh chị đây đều đã quyết định chọn em. Và bây giờ em phải chọn lại. Cho hai anh chị mỗi người 30 giây nói cho em nó biết là tại sao nên chọn mình. Mình đúng. Không cần nói luôn. Không cần nói. Không cần nói. Không cần nói. Em muốn nói gì mà đừng nói gì nói đi. Khi em quay mặt lại thì thấy em hoàn toàn rất là nghệ sĩ. Mà giống như anh Thành nói luôn là nhìn em giống như là cái mấy bạn mà đánh đàn ở trong quán phòng trà hát acoustic mà giọng cũng rất ấm. Và chị nghĩ là nếu như một giọng nữ và một giọng nam song ca với nhau thì cũng sẽ rất tuyệt vời. Đúng rồi. Em tuyệt vời hơn là làm với Quân. Làm màu sao nhau. Cái mặt này mà hát hợp với em. Cái mặt này với cái mặt này là cô gái ai yêu hãy quan tâm anh rồi đó. Bây giờ anh xin đính chính nè. Nhưng mà em biết tại sao như vậy mà nãy em vẫn chọn con số 4. Đúng. Hai giọng nữ với nhau. Đúng. Sao nãy em quả quyết em muốn chọn con số 4. Nếu như tại vì lúc nãy em nói là giọng đúng. Có gì cái lập trường em không có dựng đúng không? Đúng. Không phải. Nói vậy cho em nó hiểu thôi. Bình tĩnh. Tại sao mà những người đàn ông lại tấn công một đứa em nhỏ của tôi? Không có tấn công, đây là tranh luận nè. Đâu tranh luận. Đúng. Em chưa kịp nói gì luôn ý. Trời ơi, bây giờ em nói hết chương trình rồi đó Trâm. Bây giờ nè, Quân có muốn nói lời nào không? Em có muốn nói một chút là tự nhiên bạn thì tôi thấy ở một cái sự nội lực và đúng như là giống như là hay hát ở phòng trà. Hơi giống chị nói lúc nãy rồi, cái khác đi. Bài của tớ là bài ballad, tớ nghĩ sẽ hợp với cậu hơn. Rồi, cảm ơn Quân, mời em ngồi xuống. Bây giờ thì bạn ấy sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách em chỉ đưa tay hướng về người nào mà em muốn hát cùng với họ mà thôi. Quyết định của em là Yes! 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 Y
Quân IP. Bạn ấy đã chọn Quân IP. Tốt quá. Tôi đã đảo, tôi đã đảo là hôm nay Quân IP kéo người lấy thịt đẹp người. Nè, có những cuộc chơi kết quả đã có từ ban đầu, mà tại vì người chơi không biết tự lượng sức mình. Đừng nói như vậy, nhìn đi, với mớ người này đang ủng hộ, thằng bé nó chọn con nhỏ này một lát nó còn mạng bước ra khỏi đây sao? Chúc mừng số 7. Phải nói một cái lời rất là tiếc dành cho em gái số 4. Vì gia đình bên đó đang bàn chuyện ngày mai ăn bún riêu hay bún mắm. Cho nên là chọn kể. Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để thảo luận với nhau, sau đó chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Không hay cho số 5 ấy. Thì đó, bà với ai? Nhưng mà ai chọn nào? Ai chọn là bên kia chọn nào? Con cá với con tôm đó. Một trong hai con hải sản anh muốn ăn lẩu nào? Hết giờ. Mời đội Trấn Thành. Tụi em là những cái con người mà sống gọi là biết trước biết sau. Sao ngẹn dữ vậy? Buồn lắm, buồn lắm. Mình phải vượt qua cái nỗi đau này thôi. Nếu như đúng kế hoạch thì đội bên kia thế nào nó cũng dứt con cá ngựa của em. Chính xác rồi. Ta dự định rồi. Nhưng mà có gì đâu, nếu mà nướng cá ngựa thì phải trả tiền mua con cá ngựa 2 triệu. Anh ơi, 2 triệu nghĩa địa gì với cái ép. Anh nghĩ đi, trước khi con Trâm nó đi ghi hình, Trâm nó báo: anh ơi, bữa nay luật mới nghe, sai phạt 2 triệu, Sơn Tùng cầm cọc đưa 200 triệu em lấy sai 100 lần cho anh. Nó đưa một cọc 200 triệu. Sao anh lại bán đội vậy? Không phải, anh nói cho người ta hiểu cái vấn đề em. Thì thôi bây giờ, anh ba em thích ăn cá với tôm lắm. Dạ, nhỏ số 5 rồi. Chết nhỏ số 5 rồi. Chết nhỏ số 5 rồi. Nói chung, người ta đã ngâm rượu con cá ngựa mình rồi. Thì người ta có rượu mình có mồi. Có mồi à? Nướng tôm anh ba. Dạ. Nướng tôm à? Tôm một tạc. Đơm gân, đơm gân. Vâng ạ, vâng. Dứt con tôm đó. Chà, lẽ mới có vòng một dứt luôn hai cô gái. Không, có một con à. Bên đây dứt con cá ngựa chi? Em đâu biết đâu. Chưa chắc. Dứt trước. Chưa chắc. Em phỏng đoán mà. Phỏng đoán ha. Giang, sao nào? Kính thưa quý vị. Ừ đó. Ông anh tôi đang bị đau xương khớp. Đúng rồi. Cần một loại rượu thuốc. Rồi. Biết mà. Biết mà. Thôi bây giờ thế này, mọi cái đã rồi đúng không? Chúng ta sẽ xem coi cái sự lựa chọn của mình nó chính xác như thế nào. Xin mời dọn món tôm nướng lên trước. Rồi, nhà này dở luôn. Thanh rạp rồi. Thanh rồi không rồi. Mình chọn đúng rồi đó. Rồi vô. Trời, banh banh vô. Không, chắc là nó không hay rồi. Vô. Bạn này là fan K-pop nè. Anh thấy thì có vẻ biết diễn. Giọng của ai thì hay với giọng cô này không hay. Cảm giác là bạn này hát không hay anh ạ. Hay, hay. Không, em nghĩ bạn này hát không hay. Thấy nguy cơ con tôm về biển là cao đó. Ta thường nói, đừng nói. Trong tâm
Ôi trời. Mà kêu mà kêu chưa hết. Chưa hết, chưa hết. Còn nữa. Vẫn còn. Còn không? Vẫn còn. Oh. Em ơi, trời ơi, em hát cái gì mà nó vui khủng khiếp. Anh Sơn là anh đeo là không kiềm chế được luôn đó. Cái mùi của em nó lạ lắm, thiệt á, cái mùi tôm nó hay lắm. Tôm hầm nè. Mà có những cái đoạn con bé nó nhai ngoai 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 có gì tôi không nghe được một từ nào luôn. Khoái nhất cái đoạn bà nhảy quá hầu bà mệt. Mệt á, đúng rồi. Cái bà tụi bỏ vỏ nhỏ. Oh yeah. Em giới thiệu về em đi. Dạ, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban tổ chức của chương trình Giọng Ải Dùng Ai Mùa Năm. À, em gửi lời chào đến... Con xin gửi lời chào đến chú Hoàng Sơn, chú Tấn Bèo, chú Đại Nghĩa. À, dạ, anh Trường Giang, anh Trấn Thành, chị Trâm. Dạ, anh Quân. Anh Quân. Tụi tôi không hề nói em nói gì nha, nó tự cảm nhận sao, nó chào vậy. Nó tự biết xếp vị trí chứ. Hèn chiên bén hát không hay. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Nguyễn Huyền Anh. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Hiện tại thì em là streamer của Vigaming. Nói nghe này, dân Cần Thơ nhiều khi là mấy cái hò này kia lý, ca cổ này kia ngọt ngào lắm, em làm được không? Dạ không. Thật thà, bé thật thà. Thật thà, dễ chất. Thương. Đó, thôi, cảm ơn em nha, chào em. Dạ. Cảm ơn đã đến với chương trình. Dạ, em chào, em cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn em. Thương quá. Hồi nãy lúc bé vừa hát gần xong anh Sơn quay. Ê, sao tụi em chịu được nó hát vậy mà mấy mùa tụi em chịu được hay vậy? Rồi anh còn quay qua anh hỏi em sao anh Bèo biết không? Mình có lên mình ngắt được không? Không, anh phải ca hết bài. Dạ, sau khi các anh chị đã dùng cái món tôm khai vị xong, bắt đầu mời anh chị tiếp theo món tiếp ca ngựa. Hay. Không, anh nghĩ là hay á. Em có một cái cảm giác rất là mạnh với bạn này. Hãy cẩn thận. Về hát mà kiểu về sư phạm ấy, về làm cô giáo luôn ấy. Có thể biết hát. Em thì biết chắc chắn của này hát hay. Em cũng nghĩ thế. Không? Em muốn chọn đấy. Hôm nay tôi buồn. Đang nhìn trên phố đông. Hôm nay tôi buồn. Đang nhìn trên phố đông. Hôm nay tôi buồn. Đang nhìn trên phố đông. Người anh đừng chờ dáng lòng lạnh. Gương mặt lạ lẫm, thương cho mối tình của tôi chẳng có vui. Hỡi anh này, tôi rất yêu anh, sao anh lại ra đi? Chờ một giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu dấu này mang đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Và theo ước mơ nơi phương trời xa, đặc biệt chiến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không ai để nhìn em thêm lần nữa. Như góc phố mình em buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi. Chạy theo những giấc mơ, bỏ quên đi những tháng
Cảm ơn cô hát. Em ơi, chọn cái bài này xui nha em. Hôm nay tôi buồn. Tại sao buồn? Tại vì biết có người ta chơi xấu mình. Đúng rồi, biết hát hay. Biết mình hát hay mà còn lỗi. Đây, để tôi nói cho nghe. Chơi xấu đầu kia là việc nói cho vui thôi. Vì tụi anh ngồi đây thấy bộ này là rất là nóng, mà nóng nhất trong tất cả cái bộ này, cho nên muốn em nghỉ ngơi thôi. Dạ, em biết là anh sẽ nói như vậy luôn á. Biết luôn á. Biết mặt anh luôn. Biết túc, mà thật lắm, thật lắm. Mà nếu như anh nói, nếu như mà cái bên kia không do dự, không này nữa, thì bây giờ em đâu phải lỗi đâu. Đúng, lỗi phải của tụi mình. Những người mà làm em đau, người ta hay lấy cái lời qua Mỹ đầu làm cho em xô dịu đồ. Chỉ là biện hộ thôi. Em giới thiệu được mình đi. Và lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang có mặt tại hội trường và tất cả các khán giả đang ngồi ở đây. Và em tên là Bùi Thị Thảo Hiền. Em đang học tại Đại học Tôn Đức Thắng và hiện tại thì em cũng có đam mê với ca hát và sân khấu ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo Hiền đang học Đại học Tôn Đức Thắng và có đam mê, tức là đang yêu thích vậy thôi hay là mình có đi hát rồi chưa? Dạ em có đi hát. Cũng có đi hát chút. Dạ. Chút ha. Dạ, à, thôi chúc cho em học tốt nè, cũng như là tiếp tục theo đuổi cái con đường nghệ thuật của mình nha. Còn bây giờ thì anh Quân lên đây trao cho bạn số tiền 2 triệu nào. Hát quá. Hát quá. Cảm ơn Quân, mời em về chỗ. Cái bộ này là rất nóng luôn á, cho nên là thôi đừng có nói nữa. Dạ, em cảm ơn anh nha. Em yên tâm. Thấy chưa, thấy chưa. Em xin ơn các anh chị. Rồi, chào em. Mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng siêu diễn. Anh nè, dưỡng khí nè. Anh nghĩ sao? Hát hay không? Coi cái đã. Qua nửa đời phiêu dạt. Không hay đâu. Còn lại về úp mặt vào sông quê. Trời đất ơi. Ôi con sống giạt giáo như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua chớp bể mưa nguồn. Rồi đây xong hả? Anh ơi, anh không nghe nó à? Sao? Nước mặt vô sông quê đó. Anh làm đúng lời bài hát của anh. Nghe ơi. Sao? Bé Ngân này nó bị xui. Có sao? Sợ hở hả? Sợ hở chứ. Thiên bất dung gian mà. Con này cái cốt nó trong 12 con giáp nó là con lương. À. Thí dụ nó xuống nó chui bình tĩnh. Đúng rồi. Thì nó là ca sĩ. Đúng sai. Để ca sĩ người ta người ta nghiêm túc, ta nhẹ nhẹ. Đó. Nó chui một cái anh không thấy nó luôn. Nó lủi đi luôn. Nó lủi ghê lắm. Hai. Cái khu hai. Khoái diễn xuất đồ lắm. Ca dở nha, lần này anh lại đổi lại nha em ơi, em dở nha. Rồi, chắc chắn dở đấy, em cũng vẫn nghĩ cái dở. Cái đầu tiên. Trâm nghĩ sao? Em cũng nghĩ là bạn đi dở từ đầu, em cũng đã không có một cái cảm giác là bạn ấy hát hay được. Sao? Quân thấy sao? Em thấy em chưa có thay đổi gì, em vẫn nghĩ là anh hát hay ạ. Anh cũng nghĩ hát hay. Hát hay, dạ. Anh Sơn hình như gương mặt chưa có tin tưởng lắm. Anh cũng đang là 50-50 thôi, dạ. Chưa chắc. Khoan, anh bèo bèo thấy để ý cái gì? Hồi nãy anh có để ý dù bịch cái mỏ. Dạ. Nhưng trong một cái khe hở. Trong một cái khe hở là anh thấy cái môi mấp máy nhép theo lời bài hát. Dạ. Là bạn này biết hát. Em đồng ý để em tiếp nhận thông tin này. Đó. Thế nhưng sao? Có nhiều người nó nhép hay lắm. Mà dưới này nãy anh để ý đi nè, nó bước lên nè. Trời ơi trời. Tôi diễn tả lời không được mà. Nó lên. Ừ. Nó lên vậy nè. Mà cái tay nó quơ đâu có vô nhịp. Nó quơ vô hồn lắm. Xong nó xuống. Nó xào. Nó xào cái chớp mắt ra tới đây rồi. Trời ơi. Ca sĩ gì bơi lẹ vậy? Bơi chưa kịp nhịp em. Nhưng mà nhân vật này phải lưu tâm. Lưu tâm hả? Tại vì anh ba nói cái vụ đó tôi phải lưu đúng tâm. Đúng rồi, phải cẩn thận nữa nè. Tiếp, mời bạn nàng tiên cá số 2. Chắc con cá này rồi. Cảm ơn bà cá. Con chương trình này chắc hùng luôn anh thầy. Anh Sơn nhức đầu rồi. Nhức đầu thì nhức đầu rồi. Ngân, chuyện vậy mày cũng dám làm hả Ngân? Ngồi lên hụp xuống không thấy gì luôn. Không thấy gì, không thể bơi luôn. Ngồi thấy được đúng hai cái từ ngồi lên rồi đó. Ừ. Chắc tôi xiên tôi nướng con cá này quá.
Hồi nãy vòng đầu tiên là thấy thương cô này lắm, thấy thích lắm. Giờ ngồi lên hợp xuống muốn loại luôn. Mà đó là giác là không cái hay. Sự dàn dựng của bà Nguyễn Thiên Ngân. Không, nhưng mà không hay cái mặt của này. Thí sinh của tôi vô tội. Không hay. Cô làm cái gì nó cũng hời hợt, nó cũng qua loa. Nó có hai hướng là cô ấy không hề biết diễn, có khả năng là biết hát. Đúng. Nhưng mà tất cả mọi cái bên ngoài mình nhìn vào là không có một cái sự chắc chắn rõ ràng hay là nhịp nhàng gì cả. Cổ cứ cho có tụ giống như, giống như cái bức tượng vậy đó. Cái dòng mà ngôi lên mà không vui với thế gian thì ngồi đi làm gì. Thì thôi hợp xuống đẩy cái nồi lại. Cái ca số 2 là ngay từ lúc đầu em đã không biết là có hay hay không. Và em bị chọn là vì bạn xinh thôi. Nhưng mà vừa ngồi lên ngủ xuống em thấy cũng có xàm xàm. Em nghĩ thay đổi lại. Xàm xàm đấy, có xàm xàm đấy à, đúng rồi kìa. Thấy xàm xàm cái cười à, cười em ơi à, xàm rồi. Mày mốt người ta xúi làm gì thôi, đừng làm thế. Làm sao gãi được anh. Vô nó đâu có phát lương đâu mà anh nói. Anh làm không biết đó. Cái tập đoàn của bà Nguyễn Thị Ngân bây giờ bao nhiêu con người sao anh Sơn. Thành giới thiệu cho tập đoàn cho anh Sơn nghe. Anh Sơn ơi, con Ngân bây giờ nó đâu có làm việc mình nó. Bây giờ cha mẹ anh chị em nó vô công ty làm hết rồi. Nó ghê lắm, tụi này bây giờ nó khắc nghiệt lắm. Mùa năm rồi nó làm việc Samsung Galaxy tài trợ mà. Nó trả hết cho 4.000 mấy người lương là để trừ lương mấy đứa này. Không ai dám làm sai nó một lời nào. Cho nên nếu như các bạn có loại cô ấy thì phải cho mọi người biết cái lý do nghe nó hợp tình. Thưa anh nha, để nói cho hợp tình nè. Chứ mắc công nói tôi là gì công Ngân rồi tư tình rồi cái gì tư thù. Tư tình chứ tư chết rồi anh ơi. Giận mà lỡ miệng. Tôi giận mà tôi nói quýu luôn. Thành cái thành em mà có tư tình với Ngân là đời em tàn cái thành. Tàn á nha. Em về em ở sao được với nó. Đó nội nó bài mưu không em chết rồi. Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt nhưng vẫn lọt một khe. Chỗ nào? Đây cục đá đó. Cái đoạn mà nó vừa ngôi lên nó hợp xuống đâu có kịp. Em thấy nó hợp xuống kịp, khói vô miệng nó ngợp quá. Nó xịt khói quá con nhỏ ngợp nó hợp xuống kịp. Gãy nhịp anh ơi. Gãy sai. No burp nha cưng. Nếu như nếu như mà cô bé này bị loại thì ít ra mình cũng thấy có một cái cơ sở nào đó tương đối, nó thuộc về chuyên môn. Dạ yeah. Cảm ơn Trân Thành. Tiếp mình qua ông ca mặt ngu số 3. Song speed no style. Song speed manapi style. Hà nỗi đau. Ghê quá, tôi không dám lên nói luôn á trời. Sao hồi nãy thấy nó đẹp trai quá anh. Nó nhét xong nhan sắc nó chìm theo con cá số 2 luôn anh ơi. Mà em ơi, tại vì cái vai nó như vậy. Khi anh làm vai này anh làm ghê hơn vậy nữa. Cái giọng anh luôn phải không? Giọng anh đó. Cho nên anh ngồi anh rụt người luôn, anh không dám lên là vậy đó. Mắc cỡ. Mà khoan nha, bây giờ vậy trường hợp này phải lưu ra tâm nha. Là tại vì cái này nhép nói anh. Nó không phải thế nào mà nhép chính xác được. Anh nghĩ là âm mưu đó Thành. Mà tại cái bạn này nhiều khi bắt ta làm hề ta đó. Làm bạn này là được, làm hát không hay. Vậy à, em nghĩ bạn ấy hát hay đấy. Cá không? Cá. Gây đổ nè. Em muốn cái gì? Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Chơi luôn. Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh, bất kỳ nhà hàng nào ăn 1 năm miễn phí. Còn nếu anh thắng, cho anh gặp Trân Tùng thôi. Đó. Được không? Em có bất cứ gì đâu. Cái đấy dễ em, mà, tại vì anh muốn gặp lúc nào mà chả được. Em có bất cứ gì đâu. Tại vì anh là một nghệ sĩ lớn thì cái chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ luôn đồng ý không, gặp anh thôi là... chứ không phải là do em. Rồi, rồi, chơi không? Thì không thể đồng ý thì anh rất muốn gặp, sao có gặp chơi không? Chơi. Chơi. Nha, nha. Em là phải dắt anh đi gặp nha chứ anh không biết nha. Không, em không dắt đi gặp nhưng ủa mà... vậy sao chơi? Đây là điều kiện đây cá là cái mà. Điều kiện mà Giang đặt ra. Không, điều kiện khác đi. Vì anh chơi đẹp nè, anh có lẩu dê nè, anh có steak nè, anh có cơm, có hải sản nè. Mỗi nhà hàng ăn 1 năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính nè, Tùng ơi, anh muốn hung em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Hung cái hả? À, tôi
đủ đổi. Nếu như mà cho em ăn một năm xong rồi em sẽ dắt anh sang là gặp anh Tấn Beo ngay lập tức luôn. Bớm ơi bớm bớm, càng nói càng sai em ơi. Đúng rồi. Anh Beo anh gặp hoài, ngày nào cũng. Nè, đổ kèo cho tôi với anh Beo đi. Tôi với anh Kè Beo qua nhà hàng ăn năm thôi chứ ăn 10 năm gì dữ vậy, ăn gì kỳ ta, nấu mà ăn trên đầu trên cổ người ta. Ít ăn năm miễn phí thôi rồi tôi dẫn qua hôn chị Lê Giang. Rồi thôi được rồi, coi như là cái gậy độ này không thành công nha. Tiếp theo bàn số 6, mời em. Nó quạo ai anh ơi? Quạo á, đang quạo đó. Yêu mẹ em đi có ca, càng mang ra theo bác của. Làm sao cho được kha kha, để cho má đau em chua. Ủa chương trình này, chương trình thi cử tạ hả? Người phụ nữ có sức mạnh của một người đàn ông phi thường. Thiên một con cá, thiên con cá muốn đi nấu lẩu luôn, nấu canh chua đó. Nhưng mà rõ ràng không có che giấu gì các bạn nha. Đi qua và cô ta hát cái miệng rất là rõ, bởi vì cái con cá nằm trên vai không có phải là che chắn gì cả. Thở kìa. Thở chứ, ai phải mệt. Anh lên giác của anh thở không anh Sơn? Nhưng mà em có phát hiện ra khi đi đến đây chỉ có em nhìn thấy cái góc ấy thôi. Ừ, là thấy gì? Có hát chật. Hát chật cái câu hát này. Cái vấn đề chật hay đúng ở đây nó không quan trọng, người ta có thể diễn được mà. Trâm thấy sao cưng? Không, bây giờ anh khẳng định là cô số 6 là hát chắc ăn. Dạ. Bây giờ số 6 nói thiệt là cũng 50-50 anh ơi. 50 nhưng mà anh nghĩ là đúng rồi, 50-50 thôi anh cũng tại vì đó. Cái cô này em thấy bây giờ tự nhiên cô đi như vậy, hồi nãy em nghi rồi. Mà bây giờ nó hình như nó qua cái hướng múa lù múa cột, đẩy bàn đẩy ghế đâu chứ không phải đó. Là ca cái đó cũng là có thể qua mặt mình đó. Bây giờ là cái diễn để cho mình lạc hướng nè, đi như ầm nhưng khi đứng ca đi anh ơi không. Nè bây giờ hỏi Trâm anh thấy hay không? Em nghĩ là bạn này hát không hay. Anh nói hay đó, ca không hay à? Ca nữa, ca nữa. Kêu gì bây giờ nè em? Anh nói tiếp lên số 7 đi anh. Bây giờ em thắng em muốn diễn được, còn em thua em cho anh xin số điện thoại Sơn Tùng thôi. Xin số điện thoại thôi mà. Thôi không, em không cá với anh Giang đâu. Thôi cá thôi. Như vậy là bạn số 6 này vẫn cũng có những ý kiến trái chiều. Em cảm giác là bạn này hát rất là không hay luôn. Rồi tiếp nha, cuối cùng cù rùa. Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn, chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Cái tay chân nó bò ghê thiệt, diễn luôn ha, rung ta ta pa 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 pa, đúng không? Là vô rồi, vô à? Bò mà đúng nhịp anh lắm. Anh ơi, nếu mà vậy bên kia nó thượng phong hơn mình anh ơi, thấy không? Chưa chắc nha. Chưa chắc, nhiều khi bò đúng nhịp nhưng mà hát trật nhịp thôi. Dancer, dancer, dancer. Không có đâu. Lo, ông này dancer là nhảy nghiêng luôn á. Hơi lo, nhưng mà cái phần hát hay vẫn nhiều hơn. Quân thấy sao? Đây là sự lựa chọn của em đó. Hình như có sự hoài nghi à. Thấy bò thấy kỳ quá. Ủa sao nãy mà lúc người ta mới ra người ta chưa có gì hết. Quay qua, anh à, không chuẩn bị gì cả, không cần gì hết. Hay đấy. Đó đi em chứ. Như có sự hoài nghi. Em vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của em anh ạ. Đây. Đó, tin tưởng. Rồi, không còn gì nữa bạn. Khoan hỏi cho Trâm em thấy sao? Bây giờ phải đặt không, ra em một... có làm sao thì em không được chọn bạn nữa đâu. Chọn thôi. Chọn đi. 30 giây hội ý bắt đầu. Hãy chọn ra một người hát không hay nha. Hết giờ. Đội Trường Giang. Bây giờ mình nói trước về cái việc bên đội kia sẽ chọn số nào nha. Trâm à. Dạ. Em quá ích kỷ. Em với con mắt của em tính loại số 3 của anh đúng không? Chật lắm. Sai luôn. Số 3 là người duy nhất Thiều Bảo Trâm bảo vệ từ nãy giờ. Vậy thì chúng tôi sẽ chọn số 3. Không, không nên làm như vậy Giang ơi. Mình ác ác một lần với em nó thôi chứ. Ủa, bây giờ mình làm nữa à? Chứ em nó ác với em quá mà. Em có làm gì đâu. Vậy được rồi, chúng tôi xin nói sự thật. Từ nãy giờ có một con số để mọi người tranh cãi là con số 6. Vâng. Là tranh cãi quá nhiều. 50 lúc này, 50 lúc kia. Và anh ba là người đang muốn xem phần biểu diễn ấy.
mời ra đây để biểu diễn cho ba xem. Vị trí số 6. Số 6, công chúa Thủy Tề. Bên đội em là Thiều Bảo Trâm là nhóm số 3 đó. Chắc loạn cá của tôi rồi. Chắc cá chọn gì? Binh tôm và có tướng cá. Biết dạ ngay rồi. Ừ, bởi vậy. À, biết vì sao loại số 2 không? Sao? Vì Thiều Bảo Trâm không muốn hát với một người xinh giống như mình. Phải nếu phải như vậy, tôi chấp chấp bạn luôn. Bé Trâm nó còn một option mà. Nãy tôi nói số 2 nhưng bé Trâm nó còn một option, mời em. Là số 1 và số 2. Đó, còn option tôi còn mà. Thì chọn option nào? Thực ra là em không có niềm tin với bạn cá là hát hay đâu. Nhìn bạn thẫn thờ buồn quá, cho bạn ấy về nghỉ sớm. Bạn là phụ nữ với nhau mà hát vậy trời. Không, tại vì em thấy chọn bạn thẫn thờ buồn là... Chọn số 2 đi về, cho bạn về nghỉ ngơi. Trời ơi, hát ghê hồn. Kìa, nghe anh ba nói kìa. Quỳ sao anh? Sao vậy anh? Con cá đó nghe chuẩn bị loại ra đó. Wow, wow à, có cái là người ta biết hát mà tại sao loại đó, ta? Cẩn thận nha. Đó, 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 đó người lại kìa, đó. Nếu anh nghĩ cá biết hát. Vậy à? Thế thôi mình đổi lại số 1 đi, số 1 chứ. Số 1. Loại người nhái hả? Từ đầu tới giờ là thay đổi số liên tục. Lập trường không vững. Đội của Trấn Thành quyết định loại ông Thợ Lặn theo ý kiến của bậc tiền bối anh Tấn Bao. Tội nghiệp người nhái quá. Công chúa Thủy Tề. Rồi. Mời em ra sàn. Mấy cô này thì nhép khỏi nói rồi. Mấy cô này nhép khỏi nói rồi. Bây giờ này hát thiệt chứ. Bây giờ hát thiệt. Siêu dẹo nè. Dáng dốc gương mặt này ca ngon à. Không hay. Giọng bạn này nó thiên về hướng nam tính tí. Đúng và... em, đúng. Và đúng, nó đúng, bị đúng. Ồ ạt quá. Hát hay á. Em cảm giác là bạn này hát rất là không hay luôn. Anh khẳng định bạn số 6 hát tốt. Đó, dạ. Anh nói thẳng. Một đêm bước chân về gác nhỏ. Một đêm bước chân về gác nhỏ. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thắng đồ, tình ra có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya đóa hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua. Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mồ, tôi nghĩ quanh đây hồ như. Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ở hờ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
Mùa xuân đã qua bao giờ, nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình xa có khi còn nghe. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình xa có khi còn nghe. Công chúa Thủy Tề hát rất hay nha. Cảm xúc. Rất cảm xúc nha. Mời em giới thiệu về mình nào. Em xin chào toàn thể thế giới. Em bắt à. Là em đến từ Hà Nội. Em tên là Lê Minh Hùng. Em là con trai. Em sinh năm 92. Và công việc chính của em là làm YouTube. Và kênh YouTube của em là nội dung về giảng dạy tiếng Hàn. Không, em là con trai là sao? Đúng rồi. Dạ vâng ạ, em chỉ mặc đồ vậy thôi ạ. Chứ tâm em... hồn, tâm hồn. Không, hỏi thật lòng để dễ nói chuyện. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu. Ok. Rồi. Cái giọng hay, cái giọng nói cũng hay quá, cái giọng hay quá. Thương quá, thấy thương quá. Thấy có gì đó rất là nội tâm ấy. Cái giọng ngược lại với cái thái độ nãy giờ. Em nghĩ là cũng không có gì phải tiếc ạ. Vì thực ra là năm nay là 28 tuổi đầu rồi mới có lần đầu tiên em quyết định đi thi game show. Tuy là bây giờ không được song ca cùng với cả hai ca sĩ, em tập riết luôn, ngày nào em cũng tập liền luôn á. Trời ơi. Không được song ca cùng nhưng mà em nghĩ rằng là đây cũng là một cái duyên và hy vọng rằng là trong những thời gian tới sẽ có thể là sẽ có những bước đi tiếp theo trong làng giải trí của Việt Nam. Ok. Anh em mình là song ca hợp quá trời. Cái kênh em là kênh gì để người ta biết, ta theo dõi nè. Thế bây giờ em được một phút quảng cáo trên kênh HTV7 ạ. Đúng rồi. Vậy nếu như các bạn yêu thích học tiếng Hàn và yêu thích thí sinh Lê Minh Hùng của ngày hôm nay thì hãy theo dõi hình tượng nhân vật có tên là Mẹ Hú ở trên kênh YouTube có tên là Wonder Who. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wonder Who. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ thì Quân Ivy, em sẽ làm cái việc của mình nha. Dạ. Đúng như cái chiến lược của đội mình là sẽ dành thêm một phần tiền nữa cho chúng một bạn mà chúng ta sẽ chia tay ở vòng 2. Sẽ có tất cả, chỉ là không có nhau thôi. Cảm ơn Quân Ivy. Và cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào em nhé. Nãy giờ đội bên kia lúc nào cũng loại người ca hay, xong rồi đều nêu ra những lý do nhân văn đồ, đạo đức đồ. Tôi nghe sao tôi thấy cái lòng tôi xé ra từng mảnh vụn. Trong khi chơi ta đang tìm ra người hát dở muôn lồi cũng mắc. Vậy thì bây giờ mình thử xem cái sự lựa chọn của đội em từ Thiều Bảo Trâm dành cho các bạn số 1 đúng hay sai nha. Mời em. Nhân bông cất lên một bản nhạc hay là sao? Nữa hả? Chắc hay á. Kiên trì quá. Nhạc hay quá. Hay quá, chết rồi. Hay đấy, hay đấy. Hay đấy. Anh nghĩ không hay. Không hay được đâu. Em cũng nghĩ là không hay. Có thể là hát sẽ hay đó. Em cũng nghĩ là bạn hát hay. Anh nghĩ là chắc là bạn này hát được. Em dở nha. Đã không có một cái cảm giác là bạn ấy hát hay được. Dở. Đến làm gì để rồi nơi em ra đi. Đến làm gì để rồi nơi em ra đi. Đến làm gì để rồi nơi em ra đi. Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong. Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh, vẫn còn đây những phút vui cười. Chỉ mỗi cô đơn không còn đây, không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em? Cớ sao người
vội vàng chào anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mai trách than mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan? Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với em? Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với em? Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Ôi, lại là một sai lầm nữa thưa quý vị. Sai lầm quá đi. Sai lầm nữa tiếp. Lần này sai lầm em trai, nãy có người nói em giống con lươn con lạch gì đó. Em nói 50, em là em chọn con cá. Ôi kỳ, em là người kêu con bé Trâm chọn anh con người, cá, người nhớ lại cá, em chọn con cá tại trường Giang khích quá, rồi con bé nó mới cũng sĩ diện nhẹ, nó mới đẩy qua số 1. Không đâu, tại vì là muốn hỏi ý kiến anh Bao nữa. Không thì sao, phải tôn trọng ý kiến, nhưng mà không sao. Thua thì nhấn mà. Hơi buồn, khổ thân bạn. Khổ thân người ta, ta lặn quá, lặn mà lặn không qua khỏi cái dòng này. Lặng mà lặn sâu trăng quá, diễn sâu quá, anh chi mất công khó đoán à. Lúc mà nghe anh Trân Thành nói em vậy, em có đau không? Dạ không. Tại vì em nghĩ thật ra đến với đây là vui là chính. Cả các bạn thí sinh ở đây ai cũng sẽ được hát cả. Chỉ được hát sớm thì được hát muộn thôi. À dạ. Em rất lạc quan là tốt nha. Nói gì nữa, cười gì nữa Trâm. Em sai, em không nói gì cả. À, em giới thiệu về mình xem. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Bảo Lâm. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bộ phận nhân sự của một công ty quảng cáo. Bên cạnh đó em có hoạt động nghệ thuật. Tức là có đi hát phải không? Dạ, đi hát và đi diễn kịch. Có đi diễn kịch luôn. Em diễn ở đâu? Em diễn ở sân khấu kịch 5B. Wow, có 5B. Đây là một bạn cũng anh em trong nghề với chúng ta, và còn hát hay nữa. Ai chọn? Thấy ai cầm cái bản tiền là biết bên đó đó. Lên đi em. Mời bấm. Xin lỗi bạn rất nhiều bởi vì đội Trâm đã loại bạn đi. Nhưng mà mong là cái phần trình diễn của bạn vừa rồi là cũng đủ cho bạn tỏa sáng với giọng hát của mình. Ok, cảm ơn Trâm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cũng như là đàn anh, đàn chị trong nghề đi trước ạ. Cảm ơn em và chúc em ngày càng thành công với sự lựa chọn của mình nha. Cảm ơn. Chào em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 3, vòng lôi diễn. Thưa tất cả các anh chị em ở đây, chúng ta còn lại 3 bạn, số 2, số 3 và số 7. Số 7 thì yên tâm, em đã được lựa chọn rồi ha. Còn lại số 2 và số 3, chúng ta hãy dành một ít thời gian phỏng vấn các bạn. Mời đội Trân Thành 30 giây bắt đầu. Số 2 đó, số 2. Cá đó. Giữa đó, giữa. Em thường em hát nhạc gì? Bolero. Em thích ca sĩ nào? Thiều Bảo Trâm. Ngon à. Cá Bolero thích Thiều Bảo Trâm. À, thấy hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Số 3, cái dòng nhạc em hát giỏi là dòng nhạc gì? Dạ, ballad. Ballad thì có chứ ballad gì. Em có thích Bảo Trâm không? Dạ có. Thích AB không? Dạ có.
Thiệt không? Dạ thiệt. Hết giờ. Hết giờ. Mời Trường Giang 30 giây bắt đầu. Áo đen, tên đầy đủ là gì? Em tên là Trần Nguyễn Trí. Trời ơi, ngon rồi. Không hỏi nữa. Dư giờ nhiều quá Giang. Dư hả? Dư giờ nhiều quá. Số 2. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Cá ơi, bạn cá ở giữa đó là mình đã từng đóng kịch chưa? Dạ chưa. À. Quê Vĩnh Long hay Cần Thơ? Dạ Phan Rang. Rồi, cảm ơn. Hết giờ. Rồi, thời gian để trò chuyện đã hết. Bây giờ thì là sự lựa chọn của đội Trấn Thành. Đã quá rõ ràng. Ngon. 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 Thì anh ba có ý kiến gì không ạ? À? Thì bây giờ người ta nó giọng trầm quá vậy. Bên kia bây giờ thấy người ta tự tin quá. Thiệt ra thì nếu em là họ em cũng vậy anh ạ. Bây giờ nó đẩy cho mình hai cái con cá sặc này thiệt. Có ăn có chưa cũng không à. Bây giờ thì đó, mời em. Em có nghiên cứu chưa? Anh thấy cái thị trường hải sản con nào em ăn cũng dính. Vậy hả? Đường nào cũng đi về La Mã. Thì ý là em nghe giọng thì em thích giọng bạn ở giữa hơn. Thì em cảm giác là nếu như bạn hát ballad thì có thể là sẽ hay hơn. Là em thích cá mặt ngu chứ em không thích cá chịu kiến bên này phải không? Bây giờ mình không thắng ta đi. Ừ. Thì hy vọng cuối cùng con thử chọn cá mặt buồn đi. Hồi nãy nói ngược nha. Ca bolero mà khoái trăm. Để cho mình đánh lạc hướng mình đó. Không chừng. Anh ơi, hai bạn này đã hát lạc nhát hết trơn anh yên tâm. Em đừng có bạn vô nữa. Cũng quản mà. Em chọn em ba tiếng nữa bây giờ. Ba người mà hát càng nghe mà em càng rối à. Trăm ở trăm từ đầu đến giờ là cái ý kiến của em luôn bị lung lay bởi những người trong gia đình. Đã đến lúc em tự thể hiện chính kiến của mình. Vậy. Đó, vậy đi, em quyết định. Bước thôi bây giờ em xin một lần nghe theo con tim của em là em chọn bạn ở giữa. Muộn rồi. Số 3 đúng không? Muộn rồi. Nàng tiên cá đến đây, cái nhân vật gọi là biểu tượng cho cái chuyện hát hay. Mời em nàng tiên cá. Mặt xinh quá trời. Hay à, nhạc ngon à. Thấy chưa, nhạc khói mới à. Kìa, nó câu kìa. Ừ. Mắt này là mắt buồn ngủ nè. Sẽ cho mình cái cảm giác rằng đóng vai nàng tiên cá đương nhiên sẽ phải hát hay. Hát không hay. Ca xong là khán giả ngồi dưới buồn ngủ lắm. Lòng luôn thấy chán đời bạn rồi. Nhưng rồi bời hay soi lòng. Lòng luôn thấy chán đời bạn rồi. Nhân quán cảm ơn mình. Giờ còn muốn mắt sáng hơn mình. Bạn sẽ cho bèo bờ thủy tình. Dịp cái video ra kìa. Anh ta tiên cá. Câu video
vòng nữa kìa. Lát luôn. Trời ơi, giả gạo hoài. Hay. Con cá nó hát mà lão ngư phủ bỏ cần chào câu cãi luôn. À, mình coi tiết mục cũng như là tiết mục của mấy trẻ trường mầm non á. Không, nói thật nha, anh không có ghét giọng hát em, tại vì ta đoán từ đầu. Nhưng mà anh hận cái người dạy em múa. Anh hận lắm luôn. Cái ca dở mà còn em lắc con cá mà lắc dở thì cũng... lắm à. Ờ, cũng múa à, nữa. Thì Hoàng Sơn để ý nè, con cá mà đứng như nè. Đang vòng hay lắm. Đang vòng mà có phải có kiểu cỏ lắc lắc gì nữa, khó chịu quá. Rồi bây giờ mình nghe bạn ấy giới thiệu nào. Em xin chào Đại Nghĩa và tất cả các khách mời ngày hôm nay ạ. À, em tên là Giang Mỹ Dung và em năm nay 20 tuổi. Em đang là sinh viên năm 2 ạ. Mỹ Dung. Em chưa có người yêu ạ. Hỏi giới thiệu, hỏi giới thiệu. Nhưng mà chương trình cố tình bắt hát vậy chứ. Em cho một bài nào em thích nhất trong cuộc đời. Em thử coi. Từng nỗi nhớ không vơi dần đi chỉ lớn thêm nhớ. Thôi khỏi đi. Thôi em về cũng vừa rồi. Thôi dẹp đây được rồi. Em đến đây vì em thích chương trình và cũng là vì idol của em ạ. À. Idol của em ở đây là ai? Dạ là anh Trấn Thành ạ. À. Hốt đi, hốt luôn. Về dạy hát em nói lại. Dạy hát đi. Tôi chỉ lãnh cái đoạn múa thôi. Chứ hát tôi cũng chém lãnh. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều nha. Mỹ Dung, cô bé 20 tuổi. Cảm ơn em, chào tạm biệt em nha. Chào em. Nhưng mà đó chưa phải là phần vui nhất. Em run hả Trâm? Vâng. Lên đây hát đi em. Em vâng. Sẽ hết run ngay lập tức nha. Mời vâng. Em vâng. Là 95%. Nhưng mà thực sự ra là hát dở thiệt. Em thấy khẩu hình xong rồi mặt đoạn cuối diễn cũng rất là đẹp. Tại vì bình thường là đẹp là sẽ không thể nào hát hay được. Đoán đi, nhiều khi người biết hát chứ không biết đàn. Tại vì bạn này thì em nghĩ là chắc chắn là bạn ấy sẽ rất thích nhạc luôn. Nước mắt thấm mi cay cho dù em đã cố. Lạc trong phút giây ấm mềm từng thân quen. Anh vẫn nói lại ghé xa ta như ngày ấy. Ai trở về? Ai ngóng trông quan tâm? Từng nỗi nhớ không vơi dần đi. Làm sao mà anh hiểu thấu ngon ngào ngày ấy.
trong phút giây ấm êm từng thân quen. Lời anh vẫn nói lại ghé xa tay như ngày ấy. Ai sẽ về? Ai mong trong quan tâm? Từng nỗi nhớ không vơi dần đi. Như một định mệnh đã được sắp đặt trước. Sút mồ hôi hột luôn. Anh ba nói chứ thằng bé thì chỉ nói giỏi chứ. Mà em này giỏi là ca nó hút về mà. Đó Trâm phải đi theo luôn cái giọng đó luôn. Từ ca không nghiệp. Ai dính vô ai hết trơn. Hay lắm. Thấy chưa? Hồi nãy mà cá là thua rồi, thấy chưa? Em chết luôn á. Em phải nghĩ trong đầu là cái đoạn này đó. Sao ta lại em phải nhầm không là em đi theo luôn. Có cho em nói vậy em có đi theo mấy lần cái bộ ở đây người ta đi theo. Trời ơi. Thấy người ta nghe hết mà. Nghe mà. Rồi cảm ơn Trâm mời về chỗ. Gặp mấy cái không phải dạng vừa đâu này là dễ lạc trôi lắm. Mà dễ bị lầm lẫn nha, cái gương mặt đẹp trai đúng không? Lên hình ăn ảnh luôn. Hồi nãy diễn là thấy rồi. Hề quá, vui quá. Mê diễn. Phải lắm. Vậy em là ai, có phải diễn viên không? Dạ em tên là Lê Văn Trung Nguyên. Công việc hiện tại của em là diễn viên. Đó. Điếm mê hay diễn hèn chi. Qua mắt tôi sao được. Nhưng mà đẹp trai ha. Làm diễn viên hợp lý. Trời sắp đặt. Từ đầu vô được. Chọn cái này thích người kia. Đây. Em đoán bạn số 4 đúng nè. Thôi mà có được đâu. Do anh loại thôi. Anh trời, trời. Anh loại người ta thôi. Anh đâu cái gì phải là em trai của anh được. Sẽ o bế nó từ đầu tới giờ. Rồi cảm ơn Nguyên. Chào em. Để cho Quân lên hát để lấy niềm vui trở lại. Lấy lời Quân ơi. Quân lên em. Ai hát trước? Còn gì đau hơn trước đã từng, đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức của màu. Còn gì đau hơn trước đã từng, đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy để lạc nhau. Cái ông này là ăn sung mặc sướng nè, sống phương phi, cuộc sống hạnh phúc nè, yêu đời nè. Hát hay á. Đúng vậy. Hát hay á. Hay quá ba ơi. Cái bạn này có cái mặt, cái nét á, giống mấy cái bạn mà buổi tối sẽ đi vô mấy cái phòng trà hát acoustic được ra.
đẹp khi tình lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vượt những gì. Tình đẹp khi tình lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vượt những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đấy. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từ lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Ơi hai bạn ăn trước, mình quay ra tương tác với nhau. Chẳng ta đã quá bồng bột, cứ yêu cứ mơ mộng mà không hề biết phải yêu một người thế nào. Để rồi khi học cánh yêu rồi mới nhận ra chúng ta chẳng còn lại gì ngoài chữ đã từng. Không chúng ta phải biết vẫn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đấy. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết tình lành, đành mặc cho nhân duyên giăng đàng. Từng lời đã chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Oh 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 yeah. Chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đấy. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã. Quá các bạn ơi, nghe muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Ngay từ đầu thì Quân đã nhìn ra em, mặc dù em quay lưng lại với mọi người. Em là ai? Dạ, em xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay và những người xem chương trình ngày hôm nay ạ. Thì em tên là Trần Nguyễn Trí, em là sinh viên cuối năm 3 của Đại học Hoa Sen, ngành truyền thông ạ. Em có đi hát ở đâu không? Dạ, mọi người đoán em là phục trà, nhưng mà thật ra em chỉ hát phòng tắm thôi ạ. Dạ. Duyên dáng. Cảm ơn em nha. Cảm ơn anh Trấn Thành rất nhiều. Và bây giờ thì mời các anh em chúng ta cùng lên sân khấu nào. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Otis và Quang Trung. Alan Hoàng Dương và Trúc Nhân. Muốn gì? Trúc Nhân đang muốn chọn một con số. Ê, muốn gì? Em chọn đầu tiên. Em chọn trước. Ali, Lý chọn đi. Ali, Lý em chọn.
đón xem tập 9 Giọng Ải Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2020 trên kênh HTV7. Thưa quý vị, hai bạn đã có mặt tại vòng đặc biệt, mỗi người sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Còn Quân IP chọn đúng người hát hay với mình có một tiết mục kết quá tuyệt vời, 50 triệu đồng. Còn với em gái Thiều Bảo Trâm, dạ, không may mắn cho em ngày hôm nay. Buồn quá anh ạ. Nhưng mà phải chi nãy em chịu gầy độ với Trường Giang, biết đâu mình không có tiền mình cũng được mấy cái vụ mà ăn trọn đời. Hồi nãy gầy độ là thua rồi số ba mà. Dạ nãy em gầy độ mấy độ luôn mà, hai độ số ba thua hết. Nói chung là nãy gầy là dắt em đi qua nhà người ta rồi. Đoạn đầu khi mà số 4 là em quyết liệt hơn một chút thì em có thể chọn được bạn ấy về thì chắc là sẽ may mắn hơn. Em cũng còn trẻ quá Trâm, cho nên đây sẽ là các bài học kinh nghiệm xương máu. Mình phải quyết liệt. Cảm ơn em nha, và cảm ơn hai anh lớn, anh Hoàng Sơn và anh Tấn Beo đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì Giọng Ải Giọng Ai cũng xin được phép kết thúc. Chương trình trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ chủ nhật trên kênh HTV7. Cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại tuần sau.